Dạ rồi, hay quá, quá hay. Thành mất ha, là mất. Tức là vô lấy đây đi quay rồi xóa xóa mất cái câu thoát của tên trên cái giao diện đi tìm lại một chút. Kỳ rồi là cái bài kinh thập lực, kỳ rồi là bài kinh thập lực chỉ riêng giải thích về cái chỉ riêng cái phần giải thích về về thập lực là gì, rồi bốn cái vô sở quý của Đức Phật là gì, chỉ bao nhiêu đó là mình mất hết nguyên cái ngày thứ năm. Cho nên sáng hôm nay đó là mình sẽ quay lại bài kinh đó. Thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật này tổng hợp lại tất cả cái gọi là tinh hoa giáo lý, ngày xác định lại cái tinh thần của một cái bài kinh mà trước đây ngài nói. Suốt cuộc đời độ sinh hoằng pháp của ngài, ngài chỉ nói đến hai vấn đề thôi, là ngài xác định mọi hiện hữu là khổ và ngài đưa ra mình một cái con đường hành trì để đi đến cái độ thoát khổ. Cái chữ mà tôi nói là đưa ra ở đây đó không phải là ngài sáng tạo, ngài sáng chế, ngài thì là người đầu tiên mà phát minh ra cái này, phải mà chỉ đưa ra đây có nghĩa là ngài chỉ nhắc cho mình, ngài nói cho mình biết từ cái sự giác ngộ ngài, ngài thấy ngài nói cho biết. Cũng giống như tôi thấy bà con đói bụng thì tôi có đưa ra mấy cái gói mì, đưa ra mấy cái gói mì, thì những cái gói mì đó là của ai đó, nó có sẵn hết rồi, thì tôi chỉ là cái thấy đói bụng thì tôi đưa ra vậy thôi, tôi có đưa ra mấy gói mì gọi là bà con cần đi từ điểm A đến điểm B mà bà con lây quen biết có làm sao, thì tôi có đưa ra những cái đề nghị là nếu đi xe lửa thì đi như vậy như vậy, nếu đi xe bus thì đi như vậy như vậy. Còn nếu đi bộ để đưa ra đây không phải là tôi là người làm ra những con đường đi bộ, không phải là tôi là người làm ra những con tàu, làm ra những chiếc xe bus, không phải. Chứ đưa ra nó nghĩ như vậy đó. Đây đó là suốt cuộc đời của ngài, ngài chỉ nói có hai chuyện. Thứ nhất là ngài xác định mọi hiện hữu là khổ, và cái thứ hai là ngài xác định rằng cái tinh thần, cái lý tưởng mà bác chánh đạo là cái con đường giải thoát. Thì cái tinh thần đó có thể và được trình bày là chỉ và quán, có thể được trình bày qua ba cái vô lậu học là giới định tuệ, có thể được trình bày như là thất giác chi hay là tứ niệm xứ vân vân. Nhưng mà chung quy lại đó, cái tinh thần của cái con đường hành trì Phật giáo vẫn là cái hành trình nhận thức. Nhận thức cái gì? Đây là sắc tập thể, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ tưởng hành thức tập thể rồi đoạn diệt, và đây là cái con đường mà dẫn đến cái sự đoạn diệt đó. Ở chỗ này mình nghe cái chữ đoạn diệt nghe nó nặng quá, nghe nó nặng nề quá. Thật ra đó là sự vắng mặt. Mình khổ là vì năm uẩn có mặt, mà mình hành trì bát chánh đạo là mình đã đến một cái cảnh giới gọi là không còn sự hiện hữu của năm uẩn nữa. Và cái cảnh giới đây đó là phải hiểu là một giai đoạn, là một trạng thái, chứ không phải là một cõi, một không gian, một cái chỗ náo nương. Thì giống như ngọn đèn mà nó còn có tim, nó còn có dầu á, thì nó còn cháy. Mà cái tim nó bị lụng, dầu nó bị cạn thì nó không có cháy nữa. Thì cái ngọn lửa hay là cái ngọn đèn luân hồi nó cũng như vậy, ngày nào nó còn phiền não thì nó còn tồn tại, nó hết phiền não rồi thì thôi. Đức Phật ví dụ giống như là giả là giống như một cái chiếc tàu mà đã hư rồi, đã mục nát rồi, bao giờ vì nó chưa có viên tịch niết bàn, chưa có xuôi tan hết mất, thì cái hình hài cái vị đó chỉ được tạm dùng, giống như là tạm dùng giống như cái gì đó để mình có thể nhìn thấy tạm thời như vậy. Giống như cái xác tạo nó chưa có mục, nó chưa có tan nát thành bụi thành đất thì mình còn nhìn thấy vậy thôi. Chứ mai này thì cái xác tạo đó nó mục, nó nát, nó trở về đất rồi không còn gì hết. Thì ở đây cũng vậy, một vị A-la-hán thì đã hết phiền não rồi, vì những cái năm tháng cuối đời của ngài ấy,
những năm tháng còn lại đó mình nhìn thấy đó chỉ là một sắc tạo thôi, chỉ là sắc tạo. Và cái ví dụ đó là trong Tư Ưng Bộ Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh chứ không phải là ví dụ của chúng tôi nhé. Một điều nữa đó là ngài xác định rằng là cái điều đầu tiên đó là toàn bộ cái hành trình tu tập đó là cái hành trình nhận thức về năm uẩn, mà năm uẩn cũng chính là 12 xứ, tức là sáu căn, sáu thức, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, sáu căn sáu cảnh. Và 12 xứ cũng chính là 18 giới. Và 18 giới cũng chính là danh sắc nói chung. Và thứ nhất là mình phải thấy rõ rằng là mọi hiện hữu là khổ, và hành trì bát chánh đạo để chấm dứt sự hiện hữu đó là con đường thoát khổ. Tuy nhiên để nhận thức được nó thì nó có hai chuyện mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là mình muốn danh sắc năm uẩn không tiếp tục hiện hữu nữa thì mình phải biết rõ nó, giống như mình phải chữa, mình muốn chữa bệnh ấy, thì chuyện đầu tiên mình phải biết rõ là mình bị bệnh và cái bệnh đó từ đâu nó ra. Chứ còn một người không biết mình bị bệnh thì làm sao nghĩ đến chuyện chữa bệnh. Và điều thứ hai, mình hoàn toàn mình mù tịt về cái bệnh của mình thì coi như làm sao mà mình có thể hết bệnh được. Cho nên cái chuyện đầu tiên là tu hành là một cái hành trình nhận thức, chị nó phải hiểu. Mà nhận thức cái gì? Nhận thức thông qua sự hiểu biết về giáo lý duyên khởi. Cái giáo lý duyên khởi nó dạy cho mình rất là nhiều điều. Thứ nhất là cho mình thấy rằng vạn pháp nó do duyên mà có. Đây, tôi đang để bây giờ tôi đang giảng bài kinh đó đó, đang giảng bài kinh Thất Lực này. Vạn pháp do duyên mà có. Chẳng hạn như trong cái dòng luân hồi của mình, nó do vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến ba hành, rồi từ ba hành nó mới dẫn đến thức tái tục, rồi từ thức tái tục nó mới dẫn đến cái danh sắc đầu đời, rồi từ cái danh sắc đầu đời nó mới dẫn đến lục nhập, rồi từ lục nhập nó mới có sáu xúc, tức là sự gặp gỡ giữa sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, mà từ sáu xúc này nó mới dẫn đến sáu thọ, rồi từ đó nó dẫn đến sáu ái, và sáu ái ở cái mức độ mãnh liệt thì nó trở thành là tứ thủ, mà từ cái tứ thủ này nó dẫn đến hai hữu, đó là sanh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu có nghĩa là các nghiệp thiện ác, còn sanh hữu tức là các cái tâm thái tục, để nó phải quay trở lại cái vòng tròn vùng bước lũ đầu lúc đầu. Cho nên bà con làm ơn nhớ là tôi chỉ có thể dám giới thiệu cái cuốn nào chúng tôi biết chắc nha, thì đó chính là cái quyển triết học A Tỳ Đàm, quyển triết học mà chúng tôi làm đó. Bây giờ thì làm sao mà trong một buổi giảng như thế này mà chúng tôi nói nguyên cáo chỉ được cái cuốn đó, cái đặc biệt của nó thì tôi cho rằng rất là sáng, rất là dễ đọc. Chẳng hạn như sáng hôm nay chúng tôi rất là vui khi mà đọc thấy cái bài dịch mới nhất của Hòa Thượng Nhất Hạnh về cái bài, cho cái bài, cái bản dịch mới nhất cho cái bài Tâm Kinh ấy, cái bài mà Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thì Hòa Thượng vừa dịch lại cái bài đó theo cái bản Hán mà ý tứ bản Phạn nhé, vừa dịch xong vào tháng 8 năm nay, tức là năm 2014 nhé. Thì vừa dịch xong thêm tháng 8 thì coi như là đến ngày 11 tháng 11 gọi là Hòa Thượng bị stroke, bị đột quỵ đấy. Cho nên có thể nói đây là một cái bản dịch có thể nói là sao cùng, mặc dù thật lòng chúng tôi không có mong như vậy. Thì trong bản dịch đó Hòa Thượng đã đọc đến một số vấn đề mà tôi rất là tâm đắc. Chẳng hạn như Hòa Thượng nhắc lại cái bài kinh Cách Cha Na Gấp Tát, bởi mình học rồi tôi còn nói là bài kinh đó là bài kinh mà tôi muốn mà bà con mỗi ngày tụng đọc đó, biết trong rung còn nhớ hay không. Khổ ở chỗ đó là vào rung nghe xong rồi thì quên mất, mà có bữa vô bữa không, vấn đề chứ là bữa vô bữa không. Cho nên người ta nói cái gì là mình không có cần nhớ. Tức là mình muốn đi ăn phở mà người ta mới dọn cái dĩa rau là mình đi mất tiền. Rồi cái bữa sau cái mình tới mình đồ ăn phở, người ta mới dọn ra cái dĩa tương là mình đi mất tiền. Rồi cái bữa sau mình tới ăn phở, người ta mới vừa đem ra tô phở không có rau, không có tương, không có ớt, mình bực. Mình hỏi sao ăn phở mà thiếu tùm lum, như vậy. Thì cái bài kinh Cách Cha Na Gấp Tát rất là đặc biệt. Điều thứ hai
là trong cái bản dịch đó Hòa Thượng có nhắc lại cái kinh Parayana trong kinh tập Sutta Nipata. Mà chữ Parayana ở trong cũng có nghĩa là đáo biển ngàn, nó giống như là cái chữ Paramita vậy đó. Paramita cũng có nghĩa là đáo biển ngàn. Cái chữ Paramita nó từ cái gì? Nó từ cái chữ ba răng, là bờ, bờ sông, là bờ biển, bờ sông, bờ biển. Thì tôi có đề nghị bà con ở trong Facebook đó, tôi nói xin đọc. Tôi rất là ngạc nhiên, là tôi rất là xúc động, đó là tôi đã có một đóng góp. Mình vô danh và những đóng góp mình cũng vô danh, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy được cái đóng góp mình cũng vui. Chẳng hạn như nếu tôi không lầm nha, thì tôi là cái ông sư Nam Tông đầu tiên mà xác định cái chữ gốc của cái chữ Vu Lan Bồ. Chữ Vu Lan này đó là bị phải nói là bị hiểu lầm là từ chữ Ulambana, có nghĩa là treo ngược đó. Rồi tiếng Hán thì là đảo huyền, là một trong những, tôi sẽ trở lại bài kinh, tôi không có lạc đề đâu, một trong những hình phạt ở địa ngục. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái chữ Ulambana, cái chữ Vu Lan Bồn này nè, thứ nhất là cái Vu Lan này không có được Phật giáo Nguyên Thủy. Cái chuyện phải xác nhận cái này, bởi vì cái chữ trả hiếu á, cái tinh thần mình hiếu đạo đó là nó phải được thể hiện quanh năm và suốt cuộc đời của mình, chứ không có cái ngày nào đặc biệt hết đó. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện mà bài ra cái Vu Lan này là cái cách vớt vát của người đời sau dành cho những người mà bình thường không có tu hành gì hết, và cũng nhờ dựa vào cái ngày này để gia đình có cái niềm tin, có cái hy vọng là họ còn cứu được, còn chữa được. Thì cái đó là cũng có thiện chí thôi, nhưng mà mình ôm cái đó thì không nên. Tuy nhiên dầu cái chuyện đó trong kinh điển Nguyên Thủy không có, nhưng mà mình vẫn phải hiểu rằng cái chữ Vu Lan Bồn ấy, Vu Lan Bồn phải được hiểu là từ chữ Ulambana. Quý vị dùm ơn để ý dùm tôi hai chữ, cái kia là bề trên, còn cái chữ Ulambana bề dưới mới đúng. Nó có nghĩa là cứu hộ, là cứu độ, là tiếp độ. Nó từ cái động từ là Ulambati trong tiếng Pali và Sanskrit, nghĩa là cứu độ hay là giúp đỡ. Phải nhớ cái đó, cho nên cái chữ đó không thể dịch là không thể nào mà dịch thành đảo quyền, nghĩa là treo ngược được, không được. Nó không phải là Ulambana bề trên mà nó phải là bề dưới mới đúng. Chỉ vậy thôi. Và tôi rất là mừng là khi mà tôi thấy là sau cái bài viết của tôi năm 2005 thì bắt đầu là từ đó tôi mới thấy là từ internet tôi đã nhắc tới, thì các vị có quyền nói rằng tôi đã lộng ngôn, đã giành công, ok sao cũng được. Nhưng mà tôi rất là mừng là kể từ sau đó tôi mới thấy, đó là cái mừng. Điều thứ hai đó là tôi không có nghĩ rằng có người mà đem so sánh cái chữ Paramita, Paramita với Parayana. Vậy mà hôm nay thì vào tháng 8 năm 14 thì tôi lại thấy có người nhắc, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Xin bà con xem lại cái truyện ngắn,
xem lại cái chuyện ngắn của chúng tôi biết đó là một cõi tà dư. Trong đó cái chuyện đó đó, nhiều người cứ tưởng là câu chuyện ngắn là chúng tôi bịa. Thật ra đó là tất cả chuyện, cái chuyện ngắn của chúng tôi nó đều có cái gốc là tại sao mà tôi viết như vậy. Chẳng hạn như cái chuyện Lãng Minh, chuyện Lãng Minh thì tôi cũng dựa là chuyện ngắn mà đã viết lắm, thì có những cái mình viết mình phải lắp thôi, nhưng mà cái đó là nó có cơ sở. Tại sao mà tôi là từng đoạn trong đó, một là chuyện Lãng Minh hay là chuyện Phiêu Phong, tất cả những chuyện nó đều có chỗ dựa hết. Thì tôi rất là tâm đắc khi mà tôi viết, mắt tôi thấy cái bài dịch Tâm Kinh mới này nè, là được dịch vào tháng 8 năm nay nè, mà một cổ tài dương thì mình viết lâu rồi. Mà cái vui là được Hòa Thượng nhắc lại nguyên vẹn những cái mà tôi nói. Chẳng hạn như trong đó Hòa Thượng nói rất là thượng dành cho cái bài kinh Cách Cha Nơi Có Tám một cái sự quan tâm rất là đặc biệt. Thì phải nói rằng đó là một điều rất là thú vị nha, là điều rất là thú vị. Mà phải là một người có tiếng tâm như vậy thì bà con mới tin. Còn người kiểu mà vô danh như chúng tôi thì thấp cổ bé miệng mà, thì nói không ai tin hết. Nhưng mà phải như vậy nó nói ta mới tin, nhưng mà sao cũng được, miễn là bà con chịu thay đổi cách nhìn, cách nghĩ mình về Phật pháp là được rồi. Thì như vậy đó, thì chúng tôi quay trở lại đó là cái nội dung của cái kinh thập kinh mười lực này ấy, là trước hết là Phật Ngài xác nhận là Ngài có đủ mười lực của một vị Phật chánh đẳng giác. Ngài thành tựu đầy đủ bốn cái vô sở quý, và trên cái tư cách này nè, trên cái nền tảng này nè, Ngài thuyết giảng về con đường thoát khổ thông qua cái gọi là hành trình nhận thức về bản chất của vạn hữu. Trong đó vạn hữu ở đây phải do duyên mà có, và cái gì đã có đều phải vô thường. Hiểu được hai cái chuyện này bằng thánh trí, không phải là bằng kiến thức từ chương nha. Thì khi hiểu được hai chuyện này bằng thánh thì lập tức không còn cái gì để mà đam mê hay bất mãn. Và ngày hôm qua chúng tôi đã có nói rồi, bốn cái vô sở quý là gì. Cái điều thứ nhất là ngài xác định rằng cái sự giác ngộ, cái sự hiểu biết của ngài đó là thật. Bất cứ một sa môn, bà la môn, ma vương, phạm thiên nào cũng có thể đến hỏi ngài về con đường giác ngộ. Đó là điều thứ nhất, cái sự giác ngộ ngài là có thật. Thứ hai, cái việc chấm dứt phiền não của ngài là có thật. Cái là vô sở quý thứ hai. Cái vô sở quý thứ ba của ngài là cái gì mà ngài kêu bỏ thì cái đó dứt khoát là cần thiết phải bỏ. Thì ở đây đó mình thấy trong cái chỗ đó tôi chú giải mới nói thế này. Gốc của tam giới là dục giới, sanh về cõi phạm thiên nào rồi cũng quay về cõi dục đó. Và trong năm dục á, được cái trong cõi dục á, thì cái tình cảm nam nữ là gốc. Bỏ được thì ý niệm nam nữ mới sinh về phạm thiên được, tức lìa bỏ năm triền cái. Là xem lại tăng chi bộ phẩm đầu tiên, và cái này tôi ghi cho rõ nha, xem lại tăng chi bộ đầu tiên. Thì ở đây tôi nên nhắc lại, trong tam giới thì dục giới là gốc. Mà dục giới là gì? Dục giới tức là đam mê trong sắc thanh khí vị xúc, đúng không? Mà trong tăng di bộ phẩm đầu tiên, Đức Phật Ngài xác định rằng không có một cái sắc thanh khí vị xúc nào trong đời này mà nó hấp, đối với người nam mà nó hấp dẫn hơn là cái sắc của người nữ, cái âm thanh của người nữ, cái tiếng nói của người nữ, cái mùi, cái vị, cái xúc chạm của đối với người nữ. Thì đối với người nam đó là số 1, và ngược lại
đối với người nữ thì cái gì của người nam là số 1, mà đối với người nữ thì ở đối với người nam cái gì của người nữ là số 1. Mình phải phân từ từ như vậy, tức là trong ba cõi, trong tam giới đó, thì dục giới là gốc của ba các cõi, mà trong cái năm dục đó thì cái nam nữ nó là gốc. Mọi ai nói kinh nữa Tăng Chi bộ kinh phẩm đầu tiên, ai tìm giùm tôi có đó giùm tôi được hay không? Tăng Chi đầu tiên mà Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc, một thinh, một khí, một vị, một cảnh xúc nào trên đời này mà đối với người nam đó mà nó hấp dẫn hơn là những cái đó ở người nữ, những cái sắc thinh khí bị xúc ở người nữ. Và ngược lại đối với người nữ thì ta không thấy một cái gì nó hấp dẫn họ hơn là những gì thuộc về người nam. Nói như vậy thì tam giới lấy dục làm gốc, mà dục lấy tình cảm nam nữ làm gốc. Bỏ được tình cảm nam nữ mới sanh về phạm thiên, và bỏ được dục ái thì coi như không còn khả năng tái sanh bao nhiêu nữa, tối đa chỉ là 5 lần tái sinh ở cõi phạm thiên, ở cõi tịnh cư mà thôi. Đây là điểm độc đáo phải nhớ nha. Bỏ được gọi là đúng rồi, cảm ơn cái giọt mưa cứ mùa, đúng rồi, ta không thấy màu sắc nào khác. Đức Phật mình đã nói không thấy rồi, có nghĩa là không có nha. Ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như là sắc đàn bà. Rồi làm ơn lật ngược lại, ta cũng không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị người đàn bà như là cái sắc của người đàn ông. Nói như vậy đó, mình phải nói có cái cơ sở như vậy đó, có nghĩa là tam giới lấy dục làm gốc, mà dục thì lấy cái tình cảm nam nữ làm gốc. Rõ sư dựa vào đâu, dựa vào đâu mà nói như vậy? Dạ thưa em, dựa vào đây ạ. Ta không thấy một cái sắc nào trong dục, trong cõi dục thì cái là cái nam nữ là số 1 đó. Và đó chính là cái vô sự quý thứ 3. Có nghĩa là ngài nói rằng cái gì cần bỏ thì mình phải bỏ. Thì trong kinh mới đến rõ nè, thứ nhất là phải bỏ cái nam nữ mới bỏ được dục, mà bỏ được dục thì mới bỏ được sanh tử. Bởi vì lìa được dục ái đó, mà lìa tương đối, này phải ghi ra thôi chúng ta quên, lìa dục ái mà cách tương đối thì về phạm thiên, lìa dục ái mà cách tuyệt đối, phải có cái phải nữa, bằng trí tam đạo thì dứt sinh tử. Tu đầu quần là người ta đó là ta chỉ chấm dứt thân kiến hoài nghi với cấm thủ thôi nha, là người ta còn tái sanh tối đa là 7 lần cõi dục, nhưng mà riêng về vị A-na-hàm thì chỉ còn có 5 lần thôi, và gọi là bất lai, có nghĩa là không bao giờ trở lại cõi dục nữa, nhớ nha. Cho nên cái bỏ được cái dục á, thì là bỏ được cái dục mà tương đối thì sanh về phẩm thiên, mà bỏ được tấm giới sinh tử. Còn mấy cái ông thầy mà ghê gớm, ví dụ như mình thấy như là sắc ái, vô sắc ái thấy ghê vậy, chứ mình thật ra mấy ông này là cái ngọn, nhưng cái gốc sinh tử thì nó nằm ở dục. Đấy, cho nên làm ơn cưa cái cây là cưa ngay cái gốc, còn cái phía trên tự nhiên cái là nó được giải quyết dứt điểm. Đây là cái vô sự quý thứ 3, có nghĩa là cái gì ngày đi bỏ thì dứt khoát là mình phải bỏ. Và khi mình mà cái mặt toàn, cái là phải ghi toàn bộ lời dạy của chư Phật chỉ gói gọn trong điều, nghe điều chi ta, nên làm và không nên làm. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Thì ngồi gác chân ráng nghĩ có đúng vậy không? Toàn bộ chư Phật thì chỉ dạy có 2 điều thôi, nên làm và không nên làm. Mà tại sao được gọi là vô sự? Nghĩa là bộ nghề về 2 cái này, cái chuyện là dứt khoát không có sai.
Mà cái chuyện gì Ngài kêu không nên làm là dứt khoát không sai. Cái vô sự quý của Ngài như vậy. Và cái vô sự quý thứ tư là chính từ ba cái vô sự quý thứ trước nó mới dẫn đến cái vô sự quý thứ tư. Đó, có nghĩa là vô sự quý là không sợ hãi đó, tự tại đó. Là từ ba cái vô sự quý trước nó dẫn đến cái thứ tư, có nghĩa là cái giáo pháp của Ngài chắc chắn là hướng thượng, chắc chắn là dẫn đến giải thoát, với điều kiện là mình có hành trì hay không mà thôi. Và y cứ vào thập lực cộng với bốn cái vô sự quý này, Đức Thế Tôn hoàn toàn có đủ tư cách để thuyết giảng về cái con đường giải thoát thông qua cái gọi là hành trình nhận thức. Nhận thức cái gì? Thứ nhất, vạn hữu do duyên mà có. Do duyên là sao? Do vô minh trong bốn đế dẫn đến ba hành rồi. Cái công thức là tôi cứ nhắc tới những người mà tôi mắc cỡ luôn. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Vạn hữu do duyên mà có. Rồi thứ hai, cái gì đã có thì dứt khoát nó sẽ phải vô thường. Đó chính là nội dung của kinh thập lực số 1. Kinh thập lực số 2 thì cũng trong cái chương này ha. Trong thập lực số 2, kinh thập lực số 2 thì Đức Phật Ngài cũng giải thích y như bài kinh 1 vậy đó. Nhưng mà Ngài có, cho nên trong bản tiếng Việt á, thì từ người ta dùng cái chữ như trên rồi ba chấm ha. Nhưng mà nó có cái đuôi sau, có cái đuôi sau. Tôi giảng như vậy rồi bà con có nhớ không ta? Có liếc gì bản thứ bản dịch tiếng Việt không? Thì cái bài kinh thập lực số 2, cái nội dung nó y chang như bài số 1, nhưng nó cộng với cái đuôi. Nó cộng với cái đuôi là sao? Là một người mà tự nhận mình là đệ tử Phật, dầu là xuất gia hay cư sĩ, thì dứt khoát phải học để biết về 12 duyên khởi. Đặc biệt là đối với hàng xuất gia. Là vì sao? Là bởi vì Ngài nói rằng khổ thay này cả vị kheo là người sống biến nhát, mà an lạc thay là người sống tinh gần. Là vì sao? Là vì cái người mà biến nhát á, là họ sống thiếu trách nhiệm với họ và thiếu trách nhiệm với người khác. Thiếu trách nhiệm với họ có nghĩa là sao? Là cho đến bao giờ mà cái gánh nặng sinh tử vẫn còn đó, cho đến bao giờ mà trên vai của họ còn đầy ắp cái gọi là phiền não. Thì cho đến khi đó, nếu mà họ dễ ngươi và biến nhát, thì lúc đó được xem là thiếu cái trách nhiệm đối với bản thân mình. Rồi bản thân còn trách nhiệm đối với người khác làm sao? Là khi mà anh sống thanh tịnh, khi mà anh sống đúng pháp, thì người ta nhìn anh đó mà người ta có lòng ái kính, người ta cũng được vô lượng công đức. Một trái chuối, một củ khoai mà người ta dành cho mình cũng là vô lượng công đức. Thì cái đó gọi là trách nhiệm với đời hay là lợi tha. Tiếng Pali ở đây gọi là Paratha. Paratha tức là para, là người khác. Cái Attha đó là lợi lạc. Paratha có nghĩa là lợi lạc cho người khác. Mà lợi lạc người khác là sao? Thì trong đây mới giải thích cái này, lợi lạc cho người khác có nghĩa là Pachaya Đa Giác Ca Năng Parap Thành Chỉ. Parap Thành Chỉ Pachaya Đa Giác Ca Năng Mahaphala Ni Sang Sang có nghĩa là quả báo to lớn cho người thí chủ. Đó, cái chữ đó có nghĩa là gì đó? Phá rắp thành tí, được gọi là lợi tha đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là bách chi giác đa giác ca năng. Bách chi giác ở đây, có nghĩa là ở trong Việt Nam gọi là tứ vật dụng đó. Bách chi giác là tứ vật dụng. Bách chi giác ở đây ám chỉ những nhu cầu, mà nhu cầu là nhu yếu phẩm, nhu yếu tối thiểu của người tu, gồm bốn thứ: thức ăn phải, y áo phải, trú xứ phải, rồi cái gì nữa quên rồi ta,
Rồi xong. Chứ bát chi giác ở đây á là ám chỉ những cái nhu yếu phẩm tối thiểu của người tu, gồm bốn thứ là thức ăn, y áo, trú xứ và thuốc men. Cho nên Việt Nam mình mới kêu là tứ vật dụng nha. Cái chữ đó nghe nó cũng hơi kỳ kỳ, tại mình đi chùa riết mình nghe mình thấy quen, chứ cái người đời mà không biết đạo mà nghe cái chữ vật dụng mà hiểu khác. À, mấy thì đồ ăn mà y áo quần mà kêu là cũng ghét vô đồ ăn áo quần, nói chung bốn thứ này ở ngoài đời là người ta nghe người ta khó chịu lắm, người ta nghe người ta gọi cái này là vật dụng nó kỳ lắm. Nhưng mà tại vì mình đi chùa quen á, mình nghe mình thấy không có gì nha. Thì tôi có một suy nghĩ thì biết dễ bị chúng chửi, nhưng mà kệ, chúng chửi thì chửi, nhưng sẽ có người hiểu tôi. Có nghĩa là có lẽ phải có lúc mình dần dần mình tìm chữ mình thay thế mấy cái này. Thay thế, tôi biết Việt Nam mà có cái bệnh là xưa bài thì nay làm nghe ai sửa, mà nhất là người nó không có tiếng tâm gì hết mà đề nghị gì cái đó, như cái đây có người tôi vừa nói họ cười liền nha, cười khinh miệt đó, kiểu khinh miệt đó. Mà sao cũng được, thì miễn là cứ lầm lưỡi đi mà cuối cùng đạt được mục đích thì thôi. Ví dụ như tôi có những đề nghị rất là kỳ, chẳng hạn như là ở trong ví dụ pháp và lãnh ở trong kinh mình nói chung có cái chữ Appamanya, đó nghĩa là vô lượng tâm. À, rồi ở trong tâm như trong A Tỳ Đàm cái tâm sở đó, hai cái tâm sở bi và tùy hỷ đó, thì gọi là hai cái tâm sở vô lượng. Nhưng mà tôi thấy trong tiếng Việt Nam mình á, mà gọi là cái chữ vô lượng tâm á thì phải giải thích, là phải giải thích ở biểu vô lượng làm sao. Thì tôi mới bèn có một cái đề nghị. À, nhưng mà có nhiều khi đó tôi cũng không biết tôi có nên nói ở đây không, bởi vì những cái điều có đó, tôi có rất là nhiều ý tưởng mà tôi muốn dành cho cái cuốn Chuyện Phiếm Thầy Tu tập 2. Ok, cứ nói được ha. Tôi muốn dịch thành chữ đại lượng. Đấy, cái chữ áp của mình nha. Tôi không muốn dịch là vô lượng, bởi vì cái người không biết đạo đó, họ nghe cái vô lượng tâm họ không hiểu. Nhưng mà cái nghe nghĩa là cái tâm đại lượng họ hiểu. Tôi trong tiếng Việt Nam mà cái chữ đại lượng nó có nghĩa là bao dung. Đã, cho nên là tôi chỉ dẫn kiến một chữ này thôi, còn bao nhiêu cái khác tôi để dành cho quyển Chuyện Phiếm tập 2 nha. Nhưng mà cái chữ này tôi rất là muốn dịch là đại lượng thôi. Bởi vì cái người mà dốt đặt không biết gì hết, họ chỉ cần nghe nó chữ đại lượng họ hiểu mơ hồ rồi, đại lượng là sao. Chứ còn cái nói tâm vô lượng đó, thì mình đi chùa đấy mình quen thấy ok nha. Chứ cái người mà mù tịch họ nghe họ bị sốc, cái vô lượng là cái gì. Ở đây cũng vậy, cái bốn cái món đó mà kêu là bốn món là tứ vật dụng, nghe tôi khó chịu ghê lắm nha. Nhưng mà bây giờ mình kêu cái gì bây giờ bắt buộc mình phải sửa. Theo tôi thì bốn món là bốn món nhu yếu. Bốn món nhu yếu thì cái người mà không biết đạo đó, họ nghe cái chuyện bốn món nhu yếu họ hiểu. Chứ còn kêu là tứ vật dụng nghe nó rất là kỳ, nó rất là kỳ nha. Nó rất là kỳ. Thế giống như Việt Nam mình nên là Phật tử Nam Tông Việt Nam mình nó còn cái chữ dân quê đó. Trong này có ai nghe cái chữ đó không ta? Trai Tăng rồi cái người dẫn kinh đó, họ đọc cái bài mà tạc bạch dân cơm đi tăng, cái ai cũng nói dân quê đó. Mà cả một cái đám mấy chắc vừa kể vừa đám vừa sống vừa chết từ xưa lúc lập đạo tới bây giờ chắc cũng là mấy ngàn người Việt Nam mình. Tới lúc chết cũng không biết dân quê là cái gì. Khổ như vậy đó. Thì cái dân quê đây nó từ cái chữ miên á, là quên, là chữ quên có nghĩa là dài. Quên nghĩa là dài. Mà đầu tiên á, các ngày mình đem đạo miên về đó thì có hai, thì các ngày là vị nào cũng nói được tiếng Khmer hết. Thì cái bài mà tắt bạch dân cơm với mấy sư á, nó có hai bài. Cái bài thứ nhất là kính bạch chư tăng, xin chư tăng nhận lãnh những cái thực phẩm này của chúng con, cho chúng con được cái sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Chúng con và quý đồ được cái sự. Bây giờ tôi đọc lại nha. Kính bạch cho Đức Tăng, xin cho Đức Tăng từ bi nhận lãnh những cái thực phẩm này, cho chúng con và quý thuộc được lợi ích, an lạc lâu dài. Đó là bài ngắn. Còn cái bài dài đó, cái bài dài là cái bài mà bài quen, mà quen là cái bài là bài con mình. Tôi nhớ tôi đi lâu quá tôi cũng quên rồi. Cái gì kính bạch cho Đức Tăng,
những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo. Nó còn vụ đó nữa, những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo, rồi cái được cũng hợp theo lẽ đạo, nghe nó rất là lượng thượng. Mà bà con nhiều người họ hỏi tôi, trời ơi sao mà tiếng Việt Nam cho người Việt Nam mà tại sao nghe nó kỳ quá. Thì tôi cũng gỡ gạc với nó, tôi kể kinh mà cho nó lạ lạ nó mới linh. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ bây giờ biết chúng lấy cho mình đi mình chê là nó dài. Chứ đúng ra là các bạn đó thằng bài quen cái nó dài dòng, nó cũng nó dài thiệt. Những thực phẩm này của chúng con là hợp cho nó đạo, có nghĩa là sao? Là tam thịnh nhục đó. Có nghĩa là cái này là do chúng con coi như nấu nướng đàng hoàng, không có do giết con này con kia mà làm. Đó, nó gọi là hợp theo lẽ đạo. Được cũng hợp theo lẽ đạo, có nghĩa là cái này là do chúng con đổ mồ hôi nước mắt ra để mà có tiền mà mua sống thực phẩm mà vô cho mấy sư ăn. Chứ không phải là đi ăn trộm, ăn cướp hay là vũ khí đại gia để mà có tiền, không phải. Mà cái này đó là do chúng con đổ mồ hôi rót con mắt con mới có tiền, cho nên là những người phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo là vậy, tức là làm đúng luật. Mà được cũng hợp theo lẽ đạo, cũng chỉ được đây có nghĩa là thâm biết cái là phải, có nghĩa là được hợp theo lẽ đạo, có nghĩa là những cái này do mồ hôi nước mắt chứ không phải là do lừa đảo dục dọc của người ta nha. Vậy đó mà cứ bao nhiêu thế hệ cứ nghe nói dân quê, cứ bật trước cái dân quê mà không biết dân quê là dân cái gì nha. Thì chữ quê đó thì chữ quen quen nghĩa là dài, mình nó có hai bài nha, tôi nhắc lại nó có hai bài. Bài thứ nhất là bài ngắn, xin chư đức tăng đại đức tăng từ bi nhận lãnh những thực phẩm này của chúng con cho chúng con và quyến thuộc được lợi là hạnh phúc lâu dài hết. Đó là bài ngắn. Còn cái bài dài là cái bài này nè: những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo. Rồi cái gì quên rồi ta, lâu quá không ai đọc nên quên mất. Mà nó dài lắm cái bài này, tức là tôi nhớ trung bình hồi tôi còn nhỏ đó mà nghe hết cái phần này không là đói bụng đó. Cái là quên là dài nha. Ok, thì bây giờ tôi trở lại cái hình ảnh một cái vị xuất gia là phải có lý tưởng giải thoát. Mà cái lý tưởng giải thoát đó nó được thiết lập trên cái nền tảng gì? Trên cái nền tảng là nhận thức được mình là khổ, nhận thức được cái lý do mình bị khổ và hiểu được cái con đường hành trì để hết khổ. Đó là lý tưởng xuất gia. Mà để làm cái gì? Để nhắm đến hai việc: một là lợi ích cho mình, hai là lợi ích cho đời. Mà lợi ích cho đời làm sao? Là bà đáp thanh thì lợi ích cho đời có nghĩa là bách thì giá đa giá ca năng má phó la đi săn săn, tức là đem lại cái lợi ích lớn cho cái người thí chủ cúng dường các cái thứ nhu yếu. Cho nên vô cùng là bất hạnh thay cho những kẻ nào mà cứ nghĩ rằng tiểu thừa đó nghĩa là tu cho mình, không phải. Khi bản thân anh mà trong sạch, bản thân anh mà có cái đức độ, dầu cho anh có khoét lỗ anh chung xuống đất đi nữa đó, thì cái sự có mặt của anh nó vẫn là một cái hình thức lợi thà. Là vì sao? Là vì chỉ cần người ta có cho anh một cái trái chuối, một cái củ hoa thì cái công đức nó vẫn là vô lượng. Đã. Còn dầu anh có tu hành mà đánh chiên, đánh trống, sùm bát nhã, nhưng mà anh không có đức độ, anh không có thanh tịnh, thì cái sự bố thí cho anh nó cũng có công đức chứ không phải không, nhưng mà nó ít đi. Còn nếu mà mình có vô rừng vô núi, mình có đào lỗ, mình quét hang, mình ở, nhưng mà mình tu hành trong sạch, thì người ta chỉ cần một cái cọng chỉ, một sợi kim, một cái kim kim, một cọng chỉ cho mình thì cũng là công đức vô lượng. Thì cái đó được gọi là lợi tha nhé. Cho nên tại sao mà kinh đang giảng mà duyên khởi mà lại nhét vô cái này là sao? Là bởi vì lý do đó, có nghĩa là muốn đem lại lợi ích cho mình, tức là con đường giải thoát, muốn đem lại lợi ích cho cái người khác, cứ là cho thí chủ cúng dường hộ trì mình, thì mình phải là một người xuất gia có lý tưởng cầu giải thoát. Mà lý tưởng đó nó phải được thiết lập trên cái gì? Thiết lập trên hai điều: một là nhàm chán sanh tử, hai là hiểu biết, tức là hành trì. Hành trì ở đây có đồng nghĩa là hiểu biết. Anh phải có cái sự hiểu biết với lý do tại sao anh đau khổ. Và tôi cũng phải nói thêm ở đây là bà con mình cứ nghe giảng, cứ đọc kinh, thấy cái chữ gọi là đoạn trừ phiền não, sát trừ phiền não. Bà con có nhớ cái chữ này không?
quý vị có nhớ cái chữ này không? Sát trừ phiền não, đoạn trừ não, thật ra. Cái này tôi phải viết mới được. Thật ra không hề có chuyện sát trừ đoạn trừ nào hết. Không hề có, chỉ là cách nói thôi. Đúng ra chỉ là thay đổi cách nhìn, không phải đoạn trừ gì hết. Đây, những cái chữ này là chữ eliminate hay là chữ destroy, tàn phá hay là loại trừ, loại bỏ, tất cả không có, mà nó chỉ là replace, nó chỉ là cái chữ replace thì đúng nhất, có nghĩa là thay thế, thay thế hay là thế chỗ thôi. Có nghĩa là sao? Tức là cách nhìn cũ được thay thế bằng cách nhìn mới. Hồi xưa đó, tôi nghĩ cái đó là của tôi. Hồi xưa tôi nghĩ cái đó là của tôi. Tôi nghĩ đây là tôi, đây là của tôi. Ngày xưa đó tôi thấy cái đó nó đẹp. Hồi xưa tôi thấy cái đó nó quý. Ngày xưa tôi thấy cái đó nó hiếm. Ngày xưa tôi thấy đó là cái gì đó nó rất là độc đáo, nó rất là hay ho. Nhưng bây giờ đó thì tôi không có thấy cái gì là tôi và của tôi nữa, bởi vì mọi thứ nó chỉ là cái sự sanh diệt chớp nhoáng, và sự sanh và diệt đó nó lại y cứ vào duyên. Hội đủ duyên thì nó sanh, mà đủ duyên thì nó diệt. Mà mọi thứ sanh diệt này nó diễn ra trong cái sự chớp nhoáng nha. Thì thời trước tôi không có hiểu được cái này, cho nên là tôi thích cái này, tôi ghét cái kia. Nhưng bây giờ tôi hiểu được cái chuyện đó thì tôi không còn thích cái này, tôi không còn ghét cái kia nữa. Tôi đang ví dụ thôi nha, chứ đừng có, tôi sợ nhất Việt Nam có cái màn mà nói xấu người ta mình cách là cắt khúc á. Mà mốt cái vị Thu Băng mình cắt khúc cái đoạn này, quý vị cắt khúc, quý vị nói là ổng nói là bây giờ ổng như bây giờ ổng đã nhìn thấy là pháp rồi, bây giờ ổng không còn thích, không còn ghét, nó là chết tôi. Nghe chỗ là tôi chỉ ví dụ thôi, tức là tôi chỉ xài chữ tôi đó, nghĩa là vậy đó. Tôi sửa đây, tôi kêu bằng anh đi ha. Nếu mà ngày xưa mà anh thấy cái này là tôi, cái này là của tôi á, thì anh mới có cái thương thích ghét sợ. Nhưng mà khi anh biết là mọi thứ nó là chỉ là sự lấp ghép thôi, vạn thứ nó do duyên mà có rồi thì nó phải mất. Với cái nhận thức này nè, thì được gọi là anh đang từng bước hành trì đây. Hành trì đây có nghĩa là nhận thức thôi, chứ không có phải là cái gì kia đó. Và đến cái lúc mà giải thoát cũng chỉ là nhận thức. Hành trì nè, tu tập nè, thực ra chỉ là hành trình nhận thức. Và giác ngộ cũng chỉ là sự thay đổi nhận thức. Là mình nhớ dùm cái này. Chứ còn ngồi mà nói những chữ cao siêu hành trì có nghĩa là phải làm cái này làm gì, không có làm thủy móc gì hết, chỉ là cách nhìn thôi. Những giới là gì? Là một cái hành trình nhận thức. Hành thiền là cái gì? Là một cái hành trình nhận thức. Và giác ngộ là gì? Là sự thay đổi nhận thức. Chỉ vậy thôi, tất cả là diễn ra trong tâm của mình, diễn ra trong tâm mình thôi, chứ không có gì hết nha. Nó những giới là gì? Đó là hành trình nhận thức. Tôi biết cách nói là nhiều người nghe họ chịu không có nổi, nhưng mà tôi hỏi thử các vị coi có phải không, tại sao sau 12 giờ mình mới ăn? Đối với người họ bác quan đó là nhận thức, anh thấy cái gì mà anh không ăn. Chứ tôi nhắc lại, không ăn chưa chắc là giữ giới. Trường hợp như mình trầm mà mình ngủ thì mình đâu có ăn. Như vậy thì cái lúc mà mình đang ngủ mình không ăn, cái không ăn này không kể là giới nha. Giới có nghĩa là trong lúc tôi thích có món ăn ngon lành trước mặt, rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút, và lẽ ra là tôi đã ăn rồi, nhưng mà tôi không ăn. Mà tại sao tôi không ăn? Là vì tôi nghĩ cái gì đó, tôi nhận thức được cái gì đó, tôi không ăn sau 12 giờ. Thì cái đó mới, thì cái đó gọi là giữ giới cho con thì nữa. Vậy mà giữ giới nào là quá trình nhận thức. Rồi tu tiến thêm xíu là sao? Biết rõ là ở ngoài kia có rất nhiều cái trò vui, mà mình nghĩ mình sao đó, mà mình đi vô trong đây mình theo dõi,
đi đứng nằm ngồi dở bước đạp buồn vui hỉ xả nè, biết rõ thở ra nè, thở vô nè, ra dài nè, vô dài nè, ra ngắn nè, vô ngắn nè. Tại sao anh nghĩ cái gì mà anh làm cái chuyện này? Đó là hành trình nhận thức nha. Chứ ngoài đời thiếu gì cái trò vui mà mắc cái giống giải gì mà anh phải bỏ tiền ra anh bay qua Miến Điện anh chung vô trong một cái thiền viện mà cái điều kiện sinh hoạt sẽ nói lỗi nó quá sức tệ, nó quá sức tệ. Mà mắc cái giống gì mà tự nhiên mà bỏ tiền ra mà đi, tôi có đi Singapore, đi Bali của Indonesia, đi Penang của Malaysia, đi Phuket, đi Chiang Mai, đi Pattaya của Thái, thì mắc cái giống gì mà tự nhiên đi chung vô một cái chỗ mà sinh hoạt cực kỳ khó khăn và bất tiện như Miến Điện. Đó là nhận thức nha. Mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn một chuyện mà quý vị có thể nói là lạc đề nhưng mà nó không có lạc. Đó là trong một cái ngày mùa hè nó nóng coi như là xịt khói, thì lẽ ra thì tôi quẹo vô Sumin ở Văn Luân đó. Lẽ ra là tôi quẹo vô Sumin, nhưng mà không biết Long Thần Hộ Pháp khiến làm sao đó mà ngay cái cổng Sumin nó có một cái cổng nhỏ nó để lại chân ngay. Nếu đây bà con có ai biết đâu, tức là ở ngoài vô đó, nó chung một cổng, thì bên tay phải đó là Sumin mà bên tay trái nó là nhâm chân nhai. Mà người Việt Nam mình thì thích chung vô cái Sumin là bởi vì sao? Là vì cái ngày thiền sư đó là ngày rất là thương người mình, mà trong đó là đồng hương mình là 1 tỷ trong đó đông lắm nha. Mình cứ khoái kiếm đồng hương, đồng hương nghĩa là mấy người cùng một mùi với mình á, hương là mùi á, mấy người cùng một mùi với mình á, thì coi như nó là theo tôi biết là rất hiếm người mà quẹo qua bên cái chân nhai. Mà tôi mê trong nhai vô cùng là vì bên đó tuy là cái pháp môn là hít thở là cái gì đó phùng xẹp, nhưng mà bên đó nó có cái hay đó là cái người mà cái này tôi nói đùa nha, đồng hương mà một mùa là nói đùa, bên đó cái người mà đại thí chủ mà coi như là hỗ trợ để mà thực hiện cái thiền viện đó là một bà thụy sĩ ở Zurich này. Và cái điều kiện sinh hoạt bên đó thì phải nói nó như khách sạn vậy đó. Không phải mình tu để mình kiếm cái sướng, nhưng mà phải nói là nó cũng tiện nghi chút nó mới dễ thở. Và bên đó mình bỏ tiền ra người ta cho mình cắt trong đó, trời đất ơi, tôi vô trong đó tôi thưa với bà con, nhưng mà nó rất là sang trọng và theo tôi được biết thì nó rất là rẻ tiền, rất là rẻ tiền. Các vị còn nghe không? Dạ rồi, thì cái chỗ đó rất là hay nha, Chăm Nhai. Cái chỗ đó rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện đó, trong Nhân Cung đó. Thì tôi nói gì phải đến nay mai bà con tới đó để mà tìm hiểu, tức là thay tới Sumin thì mình quẹo lên bên tay trái để tìm hiểu thêm nha. Ok, như vậy thì mình đã nói về cái lý tưởng của cuộc tu là gì, tức là phải thấy được cái luân hồi là khổ. Đấy, thấy được luân hồi là khổ mà muốn thấy được cái đó là phải học về giáo lý diệt khởi. Thấy được mọi thứ có mặt là khổ, thấy được mọi thứ do duyên mà có rồi là phải vô thường. Thì cái người nào mà hành trì đúng như vậy, cái đi đúng cái hành trình nhận thức này nè, thì cái người đó cùng một lúc làm được nhận thức đúng đắn, là hành thì đúng đắn, là cùng lúc đem lại lợi lạc cho mình và cho đời thông qua sự hiểu biết đúng đắn về duyên khởi. Mọi hành trì của Phật của người giáo cũng đều phải y cứ trên nhận thức về lý duyên khởi. Khi mà mình nhìn cái gì đó mình thích, mình nghe cái gì đó mình thích là mình biết rồi, đây là cái vòng quay mới của cuộc luân hồi. Tôi nhớ bao nhiêu đó, bởi vì nhìn cái gì mà thích thì biết đây là ái, mà ái duyên thủ, hữu duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên, lão tử sầu bi khổ đạo. Cứ nhớ gọn như vậy, cứ thấy cái gì mà thích là biết đây là bắt đầu một vòng quay mới, bắt đầu là một vòng quay mới. Cứ suốt ngày cứ thấy, thay vì mình cứ quán suốt, cứ ngồi xin mình cứ bị bối rối, biết vô minh duyên thành. Sao mỗi lần mà ông kêu mình quán chiếu cái này thấy nó khó, thì thôi bây giờ cứ lấy khúc, lấy từ khúc giữa cũng được. Thích cái gì quá thì có thể suy nghĩ
đây là vô minh. Vô minh sẽ tạo ra hành, tôi nhớ như vậy. Vô minh sẽ tạo ra hành, đó là một cách. Cách hai nữa, khi mà thấy nghe ngửi ném đụng, ở đây là lục nhập. Lục nhập này nè, nó cũng sẽ dẫn tới luân hồi nếu mình cũng khéo. Để khi mà mình thích cái gì đó, mình ở đây là ái, đây là thọ, đây là thọ hỷ nha, đây là thọ hỷ rồi xa, đây là ái. Lại là một điểm bắt đầu mới của dòng luân hồi. Bởi vì giáo lý duyên khởi nó là một cái vòng tròn, bắt đầu chỗ nào cũng được hết. Có thể nói là bắt đầu chỗ nào cũng được, từ bản kinh nói chứ không phải là tôi nói. Thí dụ như mình bắt đầu từ cái chữ khổ cũng được, từ cái sầu bi khổ u não đó, khổ quá đó người ta mới tìm cái lối thoát. Mà nếu mà người ta có trí thì người ta tìm đến cái con đường chánh đạo. Còn nếu mà khổ quá đó, mà lại không biết được chánh đạo đó, là người ta tìm đến cái con đường tà đạo để người ta đi. Và cứ như vậy thì đọa lạc và trầm luân. Nhớ như vậy. Khổ quá mà, khổ quá, khổ quá, cứ nghĩ đến cái chuyện cứ như đói quá nè, nghèo quá nè, rồi bị người được tự gái bị người ta chà đạp á, rồi tất cả những cái này nó mới kích thích cho mình ráng đi kiếm tiền bằng mọi giá, ngôi lên với đời. Và cứ như vậy đó, thì cái giá nào mình cũng trả hết. Và bà con nhớ dùng người tiếng Việt Nam mình có cái chữ gọi là tai lỡ nhúng chàm này. Cái này nó quan trọng ghê lắm, có nghĩa là cái bất thiện mà khi mình đã làm lâu ngày nó quen. Nó phải nhìn nhận cái đó. Thiện hay bất thiện nó đều quen, nhưng mà dĩ nhiên cái thiện thì nó ít, nó khó quen hơn cái bất thiện. Và cái bất thiện là nó dễ quen lắm. Ta lỡ nhúng chàm có nghĩa là nó lỡ dơ một chút rồi cho mình thấy dơ thêm một chút cũng sao. Mà cứ như vậy cuối cùng rồi đó là mình cả cái người nó đen thui luôn. Cho nên là cái ác pháp là tránh được bao nhiêu thì tránh. Và giàu cho mình có dễ vui cách mấy cũng phải luôn luôn nhớ tâm niệm rằng tay mình vừa dính chàm. Cứ luôn luôn chàm là một loại màu nhường, màu xanh của Việt Nam ngày xưa đó, bằng lá, từ lá ra. Thì là cứ luôn luôn tâm niệm thế này là mình đang dễ vui. Dầu mình đang dễ vui thiệt, nhưng mà với cái nhớ chừng như vậy vẫn tốt hơn là mình thấy mình hay. À, nó khác nhau cái đó nha. Mình đang bậy mà mình biết mình bậy đó, nó đỡ hơn là cái không biết hoặc là tưởng cái đó là hay đó là chết. Rồi tiếp theo đó là về kinh duyên, cũng y chang như vậy. Về kinh duyên ở đây ngài xác nhận rằng đó là cái giáo lý này nè là ngài chỉ giảng cho cái người có hiểu biết chứ không phải là không có hiểu biết. Có nhiều người Phật tử đi cả chùa cả đời mấy chục năm mà không có dịp để ngồi nghe giảng về 12 cái lý duyên khởi này. Họ cứ tưởng là cứ thấy đời khổ, cứ vô chùa cái lạy Phật, cái cúng dường với mấy ông sư, cái là cầu giải thoát là xong. Rồi về nhà tiếp tục cũng mua sắm vòng vàng, rồi mua nhà, mua đất, rồi lo cho con, lo cho cái. Lâu lâu xẹt vô chùa cái làm phước cúng dường. Có nghe pháp thì cũng ráng ngồi nghe, mà thường là hẳn ít nghe pháp, nó lâu ngày nó ít, mỗi lần nghe giảng nó ngáp. Rồi cứ như vậy đi chùa mấy chục năm không có biết cái gì ngoài chỉ muốn thiết cúng dường nha. Rồi thì tới hồi già rồi lụm cụm đi chùa không được, rồi cứ nằm ngáp, rồi con cháu nó rước ông sư về tụng tiếng Bali nghe không có hiểu gì hết nha. Rồi có lâu lâu gặp được ông nào nó ngồi giảng sơ là thôi bác cũng cả đời làm rước nhiều quá không có gì phải sợ hết. Ai ngủ sơ sơ ổng sư mở ổng đi, rồi mình hoàn toàn mình mù tịch. Sợ hãi thì cứ sợ hãi, tiếc nuối cứ tiếc nuối, đau đớn cứ đau đớn, hoang mang thì cứ hoang mang. Khủng hoảng tâm lý biết sắp đi rồi sợ chứ, mà không hề được học giáo lý ngày nào hết, cứ là bố thí. Thì đây là một điều rất là đáng buồn. Và tôi phải nói nếu một cái người mà chí thân chí ái của tôi, thì cái chuyện đầu tiên tôi hướng dẫn họ biết đạo. Và biết đạo là tôi phải cho họ học giáo lý. Nếu cái người đó tôi thương thiệt thì tôi không có để cho họ cắm đầu cắm cổ làm phước mà không cho học giáo lý. Tôi không muốn chuyện đó, phải nói tôi không muốn. Tôi không có học trò, không có đệ tử, nhưng mà tất cả những người mà tôi tạm gọi là thân cận tôi, hộ trì tôi, thì tôi luôn luôn nhắc họ cái đó. Tôi nói là không thể nào mà mình thờ Phật mà không biết Phật muốn cái gì. Và nhớ rằng thân người thì khó được, chánh pháp thì khó gặp, không có cái gì nó bậy cho bằng không học giáo lý, không học Phật pháp. Khi mà mình đang có cái thân người, mình làm con trùng con dế thì không nói, còn mình đằng này mình làm con người mà lại trong cái thời kỳ chánh pháp còn mà không chịu học, mà chưa kể là nó nói ra nó phiền, chứ có nhiều thầy cũng ác lắm. Không muốn mà đệ tử biết nhiều, hay là bản thân mà ông không biết nhiều
hay là muốn làm biến dạy mình không biết, mà đệ tử mấy chục năm chỉ biết ăn với người ta không mà không hề giảng giáo lý cho người ta, để cứ là kêu nhỏ làm phước, cắm đầu cắm cổ làm phước cho con, tốt tốt cứ như vậy. Và tới hồi con người ta già nằm bị liệt ở chỗ, nó chỉ có hoang mang, nó chỉ có nghi hoặc, nó chỉ có sợ hãi, nó chỉ có tiếc nuối. Mà lẽ ra là mình phải tu tập như thế nào để có một ngày mình nằm liệt một chỗ, mình vẫn có thể tu tập được, mình vẫn có thể an lạc về với mình. Đã, cái người mà nằm bữa ấm tôi nhớ tôi có nói là cái quan trọng nhất của đời sống là cuối cùng ai cũng phải có lúc trở về với riêng mình thôi. Dù mình bị liệt hay không bị liệt thì cũng phải có lúc là lại về nằm một mình. Thì lúc đó cái kẻ nào mà có khả năng mà tu tập được đó, thì cái đó mới là khác. Còn bình thường mà lăn xăng cả đời mà tới lúc về già nằm yên một chỗ mà không thể tự an lạc được thì cái này tôi cho rằng tệ quá, quá sức tệ nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh giảng về duyên. Giảng xong bài kinh này mình nghỉ nha. Bài kinh này giảng cầu mai chứ còn tôi, các bà con ngủ tôi chết luôn nha. Thì ở đây Đức Phật ngày dạy rằng á, cái sự mà đoạn từ lỗ hoặc á, tức là cái hành trì tu tập á, cái chữ này nó có hai cái ý niệm này, có hai cách nói. Một là nói là đoạn từ lỗ hoặc, hay là cái sự hành trì để mà giải thoát, thì nó cũng vẫn phải y cứ ở trên cái kiến thức về duyên khởi. Mà duyên khởi ở đây á, được nói rộng không chỉ 12 duyên khởi như ta vừa học. À, làm sao? Tức là nói đến cái dòng sinh tử ấy, mà nói gọn ấy, thì chỉ con số 12 thôi. Tức là do vô minh trong bốn đế. Trên đời chưa giờ có cái cảnh mà giảng thì nó nghe cái đạo giảng pháp mà người mình ngáp đó, các vị biết không? Bởi vì mình nói mà mình không có tin. Mình không có tin là bên kia người ta có nghe và người ta có hiểu và người ta có chấp nhận. Mà cái vị ký đi mà thọ xả mà hữu trợ đó, các vị biết không? Đó, đây là những lúc mình mới thấy đại thiện, dĩ nhiên là phải đại thiện rồi. Hợp trí thì chắc chắn là có, vì không có biết gì đâu mà nói. Nhưng mà nó thọ xả, nghĩa là nó lạnh ngắt kìa. Lạnh ngắt rồi nó hữu trợ, có nghĩa là không nói thì nó cây. Không làm là nói mình lười, mình làm lia nó làm lấy le. Ok, thì ở đây nó cái dòng sinh tử á, hay là giải thoát, nó có nhiều cách nói. Cái lý tưởng duyên khởi đó, cái ý niệm, cái khái niệm duyên khởi nó nhiều cách nói. Nói gọn là do vô minh trong bốn đế mới tạo ra ba hành, do ba hành mới tạo ra cái này thì đó là cách một. Còn cái cách hai là sao? Do ở tu xứ không thích hợp. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói nha, kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Do ở tu xứ không thích hợp nên không gặp được minh sư thiện hữu. Do không gặp minh sư thiện hữu nên không được nghe pháp. Do không được nghe pháp cho nên là không có hành trì. Mà chính vì không có hành trì cho nên khi mà sáu căn gặp sáu trần thì mình hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là thương thích, hoặc là ghét sợ, hoặc là đam mê, hoặc là bất mãn. Mà từ cái chỗ này hành trình duyên khởi lại bị bắt đầu. Đấy. Rồi còn tu tập thì duyên khởi được bắt đầu như thế nào? Là do thân ở trú xứ thích hợp, do thường thân cận minh sư thiện hữu. Minh sư là ông thầy sáng, mà thiện hữu là bạn lành hết. Do thường tiếp xúc minh sư thiện hữu nên được nghe pháp. Mà từ chỗ nghe pháp đó, thì nó mới dẫn đến cái hành trì. Mà hành trì ở đây trong kinh mới nói rõ nè, là do có cái niềm tin, do có nghe pháp mới có niềm tin. Mà từ niềm tin á, nó mới có cái niềm vui. Mà từ cái niềm vui á, nó mới dẫn đến cái sự định tâm. Mà từ cái sự định tâm nó mới dẫn đến cái sự sáng suốt của trí. Mà từ cái sự sáng suốt của trí nó mới dẫn đến cái sự nhận thức đúng đắn. Mà từ cái nhận thức đúng đắn nó mới dẫn đến cái sự nhàm chán danh sắc. Mà từ nhàm chán danh sắc nó mới dẫn đến là ly tham. Mà từ ly tham nó mới dẫn đến giải thoát. Đó là cái hành trình duyên khởi mà nói dài nha. Tức là kết hợp vừa tạng kinh mà vừa a tỳ đàm ở chỗ đó đó. Đó thì bây giờ mình trở lại về kinh. Cái phần này giải rằng đó là
muốn hiểu biết năm uẩn, muốn thấy năm uẩn là khổ, muốn thấy được cái con đường nào dẫn đến cái sự hết khổ thì nó phải cần có trí. Đã cần phải có trí, mà cái trí đó ở đâu nó có? Cái trí đó nó có từ cái sự giải thoát phiền não. Mà cái giải thoát phiền não nó ở đâu nó có? Nó từ cái ly tham. Mà ly tham nó có từ ở đâu? Từ cái sự yếm ly, tức là sự nhàm chán. Mà sự nhàm chán ở đây nó có từ đâu? Là từ cái tri kiến như thật. Mà tri kiến như thật nó có từ đâu? Nó có từ định. Mà định nó có từ lạc. Mà lạc nó có từ cái khinh an. Mà khinh an thì nó có từ hỷ. Mà hỷ thì nó có từ hân hoan. Mà hân hoan nó có từ niềm tin. Mà niềm tin nó có từ đâu? Nó có từ khổ, là do khổ người ta mới đi tìm đạo. Mà khổ tự hữu là cứ như vậy mà phân riết lên tới vô minh. Các vị nghe kịp chưa? Đó, cứ như vậy đó nó đi phân ngược lên. Rồi ngài ví dụ cũng giống như là mưa từ trên núi nó mới tràn xuống, triền đỉnh núi nó triền xuống trên triền núi nó tràn xuống chân núi, rồi nó tràn ra ao hồ sông rạch cũng vậy. Thì cái dòng duyên khởi là cái ông này, cái trong cái dòng duyên khởi đó thì ông nào cũng là đỉnh hết á. Ông này ông tràn xuống ông kia ông tràn xuống ông nọ. Tuy nhiên nãy giờ đọc vậy thôi chứ với các vị có hiểu cái đó là cái gì không? Đó, cái vấn đề là chỗ đó. Muốn thoát khổ đó là phải có cái trí đoạn diệt. Mà cái trí đoạn diệt cái nó đi ra từ cái giải thoát. Mà trí đoạn diệt là cái gì? Giải thoát là cái gì? Ly tham là cái gì? Yếm ly là cái gì? Thế là chúng ta phải bèn mò qua cái chú giải nha. Chứ còn cái này đó mà ông giảng sư, mà ông pháp sư mà cứ giảng ngay chỗ này để cứ theo cái tiếng Việt Nam mà giảng. À, chứ còn chẳng có thèm coi ở trong cái chánh kinh thì cũng hơi khổ, là bởi vì nó thiệt là cái này đó mà cái này mình có thì bản tiếng Việt thì có chỗ còn mò, có chỗ mò không có ra. Ví dụ như cái tự nhiên cái trí đoạn diệt là cái gì nè, rồi tự nhiên cái ly tham thì mấy cái này mới cha phân được, mà cho nó ly tham có nghĩa là không có thích gì hết. À, rồi cái yếm ly là cái gì? À, nếu biết tiếng Hán thì yếm là chán, còn không biết thì yếm ly là cái gì? Đừng có tri kiến như chân là cái gì? À, nó khổ vậy đó. Cho nên tôi xin bà con nhớ về một chuyện là hãy nghe giảng kinh á, nghe giảng kinh tạng á, là chú ý tới cái chú giải. Và phải nói không có A Tỳ Đàm không thể nào hiểu được kinh tạng, tôi phải nói rõ như vậy. Cũng như không có chú giải đó thì mình đọc chánh tạng chỉ có chết thôi. À, và cái muốn chắc ăn nhất, tại sao mà quý vị mà mỗi lần giận mấy ông sư á, quý vị dám chửi mấy ông, quý vị dám có thể không chửi trước mặt nhưng mà cũng dám nói sau lưng, dám chứ làm dám. Người ta nói người ta chửi tôi biết bao nhiêu. Cho nên là tại sao mà mình dám chửi mấy ông sư, mà tại sao mà khi mình học đạo mình không dám hỏi làm sao? Tại sao khi mình bất mãn ông sư thì mình dám nói này nói kia, mà khi mình học đạo mà không dám hỏi? Chứ nếu tôi là cư sĩ mà mấy sư mà giảng cái gì thì nó tôi cũng hỏi một câu thêm, thưa sư cái này con có thể đọc thêm ở đâu, đó là hỏi lễ phép. Còn hiểu là hỏi mà hiểu hỏi kiểu thấy ghét, là cái này sư nói thì dựa vô đâu hay là tự suy nghĩ ra, đó là cách nói thấy ghét. Còn cách nói mà dễ thương là thưa sư con muốn đọc thêm cái này ở đâu, muốn đọc thêm thì đọc ở đâu, chứ không có gì nó tan thương cho bằng đó. Là mấy cha nói cái giống giải gì làm cái nhắm mắt mình nghe như vậy hả? À, rồi có nhiều nói cho nó hơi ác là có những gì đó không dám nhận là mình không biết. Trường hợp đó cũng có đó, không dám nhận là mình không biết, đừng cứ nghĩ là kệ nó cứ phan đại nó là chắc nó về vụ này cũng chìm xuồng luôn. Rồi người ta mới ôm cái chìm xuồng đó người ta về, người ta mới là suốt đời người ta hiểu lầm thì có phải tội người ta không? Thân người có được mà chánh pháp có gặp mà mắc cái giống gì mà phải đi học đạo cái kiểu mà may rủi, mà như tôi kiểu là người ta hành thiền là người ta là casino, còn mình học đạo là học đạo kiểu casino. Các bạn biết casino không? Hành học đạo casino là sao ta? Nếu ai hiểu không? Học đạo kiểu casino là sao? Có nghĩa là may rủi. Đã, casino đó, học đạo cái casino là ông đạo mai rủi. Có nghĩa là đánh bại thì là có ai mà chắc 100% là mình thắng không?
cái chuyện đó là không có. Còn nó còn đánh bài mà biết 100% mình thua đó là không, không mới mới đánh khi mà biết mình 100% mình thua mà vẫn đánh là không nha. Còn mà biết mình 100% mình thắng là ba trận, bởi vì trên đời không có người có gì đánh bài 100% mình thắng nha. Cho nên đánh bài là cầu vui, đánh bài là mê rủi nha. Casino là cái sòng bài, sòng bạc. Mình học đạo là mình học cái kiểu đó, hành thiền là cái casino, mà dương nghi là cá thi ná, mà học đạo thì học đạo kiểu casino là chỗ đó. Cho nên là bây giờ mình trở lại cái kinh của mình nha. Ồ thì bây giờ nó là 7:20 rồi, cái kinh giảng nó đủ không? Rồi bây giờ tôi xin nói thiệt là bà con phải chịu cực với tôi một chút nha, chịu cực một chút. Là bây giờ bà con làm ơn mở ra giùm tôi cái chánh kinh nha. Tại vì chỉ có cách đó chứ các vị không thể nào mà nhắm mắt mà nghe tôi giảng mà không gồm chánh kinh. Còn nếu mà ngay bây giờ mà không thể mở ra thì mà lúc nào mà nghe lại đó hả, thì làm ơn mở cái chánh kinh ra mới biết là tôi giảng cái gì. Chỗ này phải ghi đây, phải nhìn vào chánh kinh mới hiểu tôi nói cái gì nha. Rồi bây giờ mình nhắc lại, muốn hết sinh tử thì phải hiểu được sinh tử là gì. À, hiểu được sinh tử là hiểu được cái tập khởi là nguyên nhân đó, nguyên nhân sinh tử và bát chánh đạo là con đường chấm dứt sinh tử. Thì cái trí hiểu đó được gọi là cái trí đoạn diệt khá dê nghe. Nó là trí đoạn diệt ám chỉ trí, trí gì ta, trí tứ quả arahatta phala nha, chỉ về cái trí tứ quả. Chỉ về cái trí tứ quả mà ly tham ở đây đó, cái ly tham ở đây đó nó từ cái chữ là pali là ví araga là ly tham, ám chỉ cho tứ đạo đó, tức là quả có được đó là tứ đạo. Chỉ là tứ đạo, chỉ cho đạo. Còn cái trí mà yếm ly ở đây đó, yếm ly thì yếm gì, yếm ly và ly là nipida là trí nhàm chán, ám chỉ cho bốn giai đoạn thiền tuệ. Bốn giai đoạn tuệ, một là phá giác tu bách tha ná nhà ná, gọi là cái trí kinh cảm thấy sợ trong sự sinh diệt chớp nhoáng của danh sắc. Cái trí thứ hai nó gọi là adinava, adinava nhà nó trí thấy sự, trí thấy được bề trái của danh sắc. Rồi cái thứ nên là môn chí tú cầm giáp ta nhà nó là cái tâm trí hướng đến sự giải thoát sinh tử. Rồi cái trí thứ tư là sanh kha rú bếp kha nha né là sự hờ hững lãnh đạm đối với
trí. Làm ơn viết là Pali dùm ha, viết Pali dùm ha, tại tôi không có viết trong cái bản này. Phayattu, Phayattu chữ U có dấu quyền, còn chữ Bát Tha Ná là hai chữ P có chấm dưới ha. Phayattu Bát Tha Ná nhà nó chữ nhà nó nhà có dấu quyền ở trên là chữ Ná có chấm dưới ha. Phayattu Bát Tha Ná nhà nó, cái này gọi là cái kinh cảm trí. Rồi cái thứ rồi cái adi nó quá nó là im ô trí, có nghĩa là sao? Bây giờ tôi giải thích cho nghe. Có nghĩa là hành giả cúi đầu á, lúc mà chưa đến cái lúc mà chưa có thuần thục á, thì hành giả cứ thấy đi đứng nó là một sự vô thường, thở ra thở vô nó là một sự vô thường, còn hồi trước đó nữa đó thì mình thấy là từ trẻ mà qua trung niên là vô thường, mà trung niên mà qua già là vô thường, sống là bây giờ chết là vô thường, mà đó đẹp bây giờ xấu là vô thường, ví dụ như vậy. Nhưng mà từ từ cái sự mà vô thường đó mình thấy nó khích khao hơn. Mình vô mình tu ba mớ mình mới thấy nó là đi đứng là một sự vô thường, hồi nãy ngồi giờ nằm là vô thường, nãy dễ chịu giờ khó chịu là vô thường, nãy vui giờ buồn nó là một sự vô thường. Nhưng mà đi vô sâu nữa thì hành giả mới thấy rằng cái tâm của mình nó sanh diệt liên tục. Và hành giả thấy rằng không cần phải tắt thở mới gọi là chết, mà mình thật ra mình đang chết trong từng phút. Bởi vì toàn bộ danh sách của mình ấy, là nó chấm dứt trong từng phút và được thay thế bằng cái mới. Và cái điều này là mà mình thấy, mình biết bằng cách là mình nghe người ta nói, mình không thấy sợ. Nhưng mà chính mình trải nghiệm ấy, trên bản thân mình ấy, thì mình mới thấy sợ. Mình thấy là cái chết nó đang diễn ra trong từng giây, mà mình biết rõ ràng là trong từng giây đó toàn bộ danh sách của mình nó biến mất thật sự, chứ không phải là sự ảo giác, mà thật sự toàn bộ danh sách mình nó biến mất và nó được thay thế bằng một cái khác. Các vị nghĩ cái đó mới thấy sợ. Có nghĩa là mình chết hẳn đó, phải sợ thì chết hẳn đó, có nghĩa là cái con người cũ hoàn toàn mất tiêu và nó được thay thế bằng cái con người mới đó. Thì thấy như vậy đó hành giả mới sợ nha. Thì cái đó được gọi là trí sợ hãi đó. Và sợ hãi đó, sự kinh sợ ở đây là chuyện tốt, nhưng vẫn còn là thứ tâm trạng bồng bột khá hơn một chút, không còn sợ nữa, mà càng lúc thấy rõ bản chất bề trái của danh sách rõ hơn. Tức là hồi đầu sợ, nhưng mà càng sợ mình càng nhìn kỹ đó, mà càng nhìn kỹ mình càng thấy rõ nó hơn đó. Thì cái đó nó được gọi là cái trí thứ hai. Trí thứ hai gọi là Adi Nivana, nó thấy rõ cái bề trái, càng sợ mới càng nhìn đó, càng nhìn nó kỹ, giống như mình sợ ma, ví dụ thôi, mình sợ ma, mình sợ quá thì mình mới quan sát kỹ cái đó, cái vệt trắng đó là cái gì, và sau cùng là mình biết đó là một cái tàu chuối khô thôi, nó chỉ là cái áo mà chiều mình phơi mà mình quên đem vô nhà, thì bây giờ nó là mình nhìn kỹ đó. Rồi cái thứ ba đó gọi là Muôn Chí Tú Cầm Cho Ta, tức là cái trí này đó là coi như là lúc mình thấy rõ rồi, mình chỉ Muôn Chí Tú Cầm Cho Ta là cái Muôn Chí Tú là thoát, còn Cầm Cho Ta là muốn, mình chỉ muốn thoát thôi, muốn lìa bỏ càng sớm càng tốt, thì ớn quá muốn lìa bỏ nó thôi. Và cái cảm giác muốn lìa bỏ này nè, nó vẫn còn là một cái gì đó bồng bột. Phải đến cái giai đoạn thứ tư đó là hành giả mới đạt đến cái gọi là hành xả trí hay là hành xả tuệ, sankhara tới cho nhà đó. Lúc bây giờ là không còn sợ, nó không còn chán nữa, mà là sự hờ hững, cứ nghĩ là tới đâu hay tới đó, vẫn tiếp tục quan sát. Biết là đi đứng nó sanh diệt, biết đó là sanh diệt, nhưng lúc này cái lòng nó đã lắng rồi, cái hành giả lúc này được gọi là hành giả đã trưởng thành rồi. Và hành xả tuệ nó là cái trí sau cùng của phàm phu, cái trí sau cùng. Bởi vì nếu mà mình hữu duyên mà chứng đạo đó, thì sau cái hành xả trí này là nó sẽ xuất hiện một loạt bốn cái sát na,
đó là chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển chuyển tập, rồi thì đạo, rồi thì quả. Mà các vị biết thời gian một búng ngón tay ấy, là tâm sanh diệt triệu triệu lần. Thì hỏi chứ bốn sát na này đó, thì nó chiếm thời gian là bao nhiêu, không thể nghĩ bàn nha. Cho nên từ cái sự hờ hững với danh sắc này nè, sự hờ hững này nó kéo dài trong nhiều năm hay là nhiều tháng. Mà nếu mà mình đủ duyên mà chứng đạo đó, thì trong tích tắc. Còn nếu không thì cái sự hờ hững này nó kéo dài trong nhiều năm, kiểu dài có thể kéo dài cả đời của mình. Nhưng mà làm ơn nhớ chừng nha, mình tu hành là mình phải trung thực và phải can đảm, mà đừng có tham. Trung thực can đảm mà không có tham, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cứ nghe giảng rồi mình coi kinh, mình nghe thấy cái tuệ này, cái trạng thái nó như vậy như vậy, cái tuệ kia trạng thái như vậy, rồi mình nó là cứ tưởng là mình đắc không à? Rồi kể cả những cái khi mà mình làm biến mình cũng muốn tu nữa, mà mình vẫn cứ nghĩ rằng đây là một cái tuệ chán nản là sai nha. Cái tưởng đây là tuệ chán nản là sai, bởi vì cái chán nản mà của cái người mà nhầm chán danh sắc à, là họ vẫn tiếp tục chánh niệm, vẫn tiếp tục chánh niệm và vẫn không muốn hưởng thụ cái gì trên đời này hết. Tất cả mọi hiện hữu khổ lạc ưu hỷ xả đều là đáng chán hết, thì cái đó mới gọi là chán đúc. Còn đằng này á, là mình không có muốn ở thiền viện nữa, mình muốn đi shopping, mình muốn trở về Sài Gòn để mà mình đi ăn này uống cái kia, rồi mình đi chơi chỗ này chỗ nọ, chứ còn ngán này thì không có hành thiền nữa, thì cái ngán này nó không có đúng. Mà phải là cái ngán mà tôi vừa nói, với nghĩa là họ chán tất cả mọi thứ nhưng mà họ vẫn tiếp tục chánh niệm một cách rất là tự nhiên, một cách rất là vững mạnh. Chánh niệm ngon lành, 100 điểm trên 100 vẫn ngon lành. Có điều nó chán, chán rồi không muốn tha thiết gì hết, thì cái chán này mới xài được. Còn cái kiểu mà mình tu ở trong thiền viện lâu quá, tự nhiên cái không thấy được lợi ích gì hết, cái chán muốn đi về Sài Gòn, cái đó không phải là tuệ nha. Rồi như vậy thì cái trí đoạn diệt cái nó ám chỉ cho thánh quả. Còn cái ly tham, cái chữ ly tham này nó chỉ cho thánh đạo. Mà tôi nói như vậy thôi chứ còn bà con có mở cái chính kinh ra xem hay không, rồi xong luôn. Đó là lý do tại sao mà tôi ngáp hồi nãy giờ rách cái miệng luôn, tại vì tôi không biết là người ta có theo dõi hay không. Rồi phải có theo dõi mới được. Mà trong cái room này nó có lành ngậm ngùi, nó là có một cái giọt mưa cuối mùa thôi nha. Còn tất cả đều là những sạc ướt, cho nên họ không có, mình không biết họ giảng họ nghe hay không nha. Ok, bây giờ đó là cái ly tham, yếm ly thì giải thích rồi. Yếm ly ở đây là ám chỉ cho bốn trí nha. Yếm ly ở đây ám chỉ cho bốn trí vừa nói đó. Bây giờ tiếp theo là cái tri kiến như chân, tri kiến như chân. Dạ tha bồ tát nhà nè bát sa na ám chỉ cho bốn trí tuệ quán tiếp theo. Bốn trí vừa nói nãy giờ hả, được gọi chung là Pa La Quát Vipassana, có nghĩa là tuệ quán dạ dặn. Bốn trí sắp nói tiếp theo đây là tá tới đây được gọi chung là tá rú mẹ quý bá sa na, tức là tuệ quán sơ cơ hay là non yếu, gồm bốn trí
như sau. À, mà bà con mà nghe cái này tôi nghĩ tốt nhất nên có cái cuốn vở ha, để mà ghi lại một cũng là những bài học giáo lý nha, những bài học giáo lý. Chứ còn cứ ngồi nghe không thì tự ngáp lên ngáp xuống, mà cái này cũng là tư duy. Tôi giảng cho quý vị miễn phí mà quý vị không có phải tốn kém cái gì hết, mà trong khi đó là được học ngay gốc, mà mắc cái chứng gì mà cái này đúng là cái thời nó đúng là phải bỏ công ra mà học chứ, phải chép bài uổng lắm. Cái này không học uổng vì cái này nó nằm trong chú giải mà nó khổ cho đến bây giờ chưa được dịch cho tiếng Việt Nam. À, cái này là tôi đang dựa vào trong cái này nè tí .org đó. Uổng vô cùng. Rồi bây giờ bốn cái trí tiếp theo là cái chi ta? Đã, bốn trí tiếp theo là chỗ là lùng. Bốn trí tiếp theo, một đó là mẹ a ru ba ba ri chi đã cái trí phân biệt danh sắc đó. Rồi cái trí tiếp theo là bạch chay giác và rick nhà nét trí thấy được lý duyên khởi ở mức độ trí văn và tư. Trí này còn được gọi là căn kha vi tát a ra ni nhà nè. Cái là đoạn nghi trí, tức trí trong đoạn nghi tịnh, trong thất tịnh. Tự rồi xem kinh gì trạm xe trung bộ nha. Dễ sợ như vậy đó. Cái đại vị thấy người ta chỉ nói một chữ thôi đó ha, mà giải thích trên nó mênh mông như vậy đó. Dễ sợ chỉ một chữ thôi đó, cái trí đó đó quên. Còn cái trí đầu tiên đó là bách chị á, trí đầu tiên á, còn trí đầu tiên nữa. Tí đầu tiên là nam á, rupa hả? Nam á, rupa, parik, chì đó, nam á. Còn gọi là sankhara, parik, chì đó, nam á. Tức là phân tích hữu vi. Nhớ đó nha. Tức là cái trí đầu tiên á, trong bốn cái trí này này nó còn cái tên á, cái trí đầu tiên tức là giai đoạn hai đó nha. Giai đoạn một là cái trí gọi là trí nhàm chán đó, thì nó gồm có bốn, đúng không? Rồi còn cái trí như thật á thì nó cũng gồm có bốn. Thì cái đầu tiên của cái bốn này nè, nó được gọi là như vậy đó. Nó phải ghi lại nó nhớ. Trí kiến như thật ở đây ám chỉ cho bốn trí tuệ quán non kém, tiếng Bali gọi là tá aruna quý basana đã. Giờ phải nhắc lại cho nhớ. Chẳng gồm bốn thứ, thì cái thứ nhất, cái trí thứ nhất được gọi là sankhara paricheda. Hay bây giờ ai biết lại giùm tôi được hay không? Nam mà rupa paricheda nó còn gọi là sankhara paricheda. Còn cái trí thứ hai đó
gọi là Pachyaparigraha, cũng được gọi là Kankha Vitarana, Kankha Vitarana, Vitarana nhà đó. Là hai trí. Cái trí thứ ba đó là Sammasana nhà đó, Sammasana nhà đó. Tức là quan sát trí, tức trí tuệ quán nhìn ngắm danh sắc qua khía cạnh tam tướng. Rồi cái trí thứ tư đó gọi là mắt ga mắt ghê nhà nè, mắt ga mắt ghét nhà nè, tức là đạo phi đạo trí, trí biết rõ cái gì thật và giả, giai đoạn thêm chữ trong chứ hả, trong trong giai đoạn hành giả trải nghiệm mười phiền não quán. Đó, cái gọi là trí tuệ quán sơ cơ nó gồm có bốn. Một là Namarupa Pariccheda, là trí phân biệt danh sắc, có nghĩa là sao? Hồi đó đến giờ là mình chỉ biết là tích, tích là cái danh pháp, là cái tâm á. Cái muốn đi nó là danh, mà cái chân dở lên đó là sắc. Mình biết rõ cái muỗng mà mình cầm đó là sắc pháp, cái bàn tay mà mình cầm đó là sắc pháp, cái thực phẩm mình để vào miệng mình ăn đó là sắc pháp, mà cái tâm tham muốn ăn đó thì đó là danh pháp. Biết rõ như vậy, biết rõ từng phần như vậy đó, biết rõ cái này là danh nè, biết rõ cái này là sắc nè. Đó giờ mình cứ quen là tôi ăn không à, đó giờ tôi ăn, tôi đứng, tôi đi, bà A cười, bà B nói, đó giờ mình cứ chung chung cái nguyên cục vậy đó. Còn bây giờ mình biết rõ nè, cái bàn tay này là sắc nè, mà cái chuyện mà mình muốn dơ nó bàn tay lên đó là danh, biết rõ như vậy đó. Mà bây giờ bà con chỉ học như con vẹt thì bà con không có thấy. Chứ nếu mà bà con trải nghiệm bằng chánh niệm ở trong thiền viện ấy, mà buông hết, phải muốn thấy được cái này là phải buông hết. Vợ chồng con cái nhà cửa gì trong vòng tuần lễ là coi như không có, phải nói như vậy, sống chết gì cũng không rời khỏi thiền viện. Và trong đầu chỉ nhớ một chuyện là cái này danh, cái này sắc, chỉ vậy thôi thì mới mai ra mới là thấm thiết được cái bài giảng sáng nay. Còn mà đằng này mình học đạo nó giống như là con nít mà nó vô trong lớp nó ngồi mà cái như cho nó đủ giờ vậy đó, rồi nó đi ra đó, thì cái đó là học đạo của nó suốt đời không thấy gì hết. Và đừng hòng mà được an lạc, chứ đừng có nói là giải thoát nha, đừng hòng. Cho nên ở đây là chuyện đầu tiên là cái trí phân biệt danh sắc là vậy đó, có nghĩa là bây giờ không có cái gì là tôi đi, ông ghê ngồi nữa, mà là biết rõ đây là danh, cái này danh, cái này sắc, là trí phân biệt danh sắc. Rồi cái trí thứ hai đang gọi là trí thấy rõ duyên khởi, có nghĩa là biết rõ là cái này nè là do cái kia nó tạo ra, không có cái gì mà nó tồn tại độc lập hết. Biết rõ là cái dòng sinh tử này nè là nó là sự tiếp nối của 12 duyên. Hồi nãy tôi nhớ tôi có nói rồi, khi mà mình nhìn cái gì mà mình thích, mình biết rõ chứ, đây là sự có mặt của ái, đây là sự có mặt của sáu thọ. Mà từ cái sáu thọ sáu ái này chắc chắn nó dẫn đến tứ thủ, 100% nó dẫn đến tứ thủ kiếp, chứ đây là tứ thủ. Vừa nhìn cái gì mình thích là mình nhớ liền, nhớ đây là bắt đầu dòng sinh tử, bắt đầu đây, ái đây, thủ nằm đây. Mà ái đâu, thủ đâu thì cái nhân tái, tái sanh nó nằm ngay chốc rồi đó. Cứ nhớ bao nhiêu đó thì trí quan sát được cái 12 duyên khởi ở trong cái danh sách của mình đó, thì đó được gọi là bất trị giác bởi cái này đó. Rồi cái trí thứ ba là Sammasana Ñāṇa, có nghĩa là xưa giờ mình cứ nói là tôi đi, tôi ngồi, nhưng mà thật ra nó những cái đi, những cái ngồi đó nó chỉ là cái sự tiếp nối, nó chỉ là sự tiếp nối của danh sách thôi. Cái trí thứ hai, cái trí thứ nhất là phân biệt cái gì danh gì sắc, trí thứ hai là biết rõ là danh sắc nó hoạt động theo cái sự tác động của các duyên. Còn trí thứ ba là biết rõ là danh sắc cái hình thức tồn tại của nó là chỉ là sự tiếp nối,
chỉ là sự tiếp nối của cái trước và cái sau. Thì giờ đó giờ mình không thấy được tam tướng là do ba cái cản trở sau đây. Cái thứ nhất là cái samtati, là cái ý niệm về cái sự liên tục của danh sắc che đậy ý niệm đó, nó che đậy cái khía cạnh vô thường, rồi cái sự thay đổi tư thế mở hoặc đơn ý rí giá bát tha thì che đậy, không phải che đậy mà là che khuất, che khuất đúng hơn, che khuất cái khía cạnh đau khổ của danh sắc. Rồi cái thứ ba đó, đó là cái khana sanya, cái ý niệm về cái sự toàn khỏi, sự nguyên khối toàn vẹn, nó che khuất khía cạnh vô ngã. Là sao? Có nghĩa là lẽ ra mình có thấy rằng cái trước cái sau nó rời nhau, nó chỉ thừa tiếp nhau, nó chỉ tiếp nối nhau, nó nối đuôi nhau, chứ không có cái gì là một. Mà do mình cứ mình bị ám ảnh bởi cái liên tục á, ám ảnh liên tục, tức là mình thấy thì cũng đứa bé này đó rồi cũng đó chứ ai. Chính cái suy nghĩ này nè, mình không thấy được cái sự vô thường, không thấy được sự tiếp nối của danh sắc. Và mình thấy mình nè, thì hôm qua thì mình tối mình đi ngủ á, sáng thức dậy cũng là mình chứ ai, cũng có tấm thân này thôi đó. Thì cái là ý niệm về sự liên tục đó, nó làm nó che đậy cái cạnh vô thường. Rồi cái thứ hai là sự thay đổi tư thế, nó che khuất cái cạnh đau khổ, là ngồi lâu cái mình mỏi, cái mình thay đổi mà không thấy khổ nữa, không thấy đã. Rồi mình đói quá cái mình ăn, mình khát quá cái mình uống, rồi mình mỏi quá cái mình đi nằm, rồi cái mình lấy dầu mình xoa bóp, rồi mình nhờ người ta massage, cạo gió tùm lum hết. Cái sự mà thay đổi tư thế đó nó làm cho mình bớt khổ. Và nó tức là hết cái cách sinh hoạt này qua sinh hoạt khác, cái sự mà thay đổi sinh hoạt liên tục đó, nó làm cho mình bớt khổ. Và như vậy mình cứ tưởng là mình hạnh phúc. Tới lúc mà mình nằm yên một chỗ mình mới biết mới là thấm tương giao. Khi mà mình nằm yên một chỗ đó, gãi không được, trở mình không được, lúc đó mình mới thấy thì ra xưa giờ là mình rất là khổ mà mình không có ngờ. Tại vì mình cứ lăn xăng mình không có thấy. Tôi đã nói 380.000 lần đó là không hành thiền, không có biết được cái thân này nó đau nhất cỡ nào. Mà mình ngồi mình lắng tâm một chút đó, thì mình sẽ thấy nó đủ thứ vấn đề. Nó là một cái nhà máy rất là lớn, nó đang làm việc gọi là âm ầm trong đó suốt ngày. Bởi vì nó phải làm việc là cái cơ thể mình mới tồn tại được chứ. Đứa thì bơm máu, đứa thì tiêu hóa, đứa thì nó phải thanh lọc chất độc, rất là nhiều chuyện đâu nó phải làm. Thứ nhất nó làm để mà cơ thể mình nó tiếp tục sống, và thứ hai nó phải liên tục làm việc để nó đẩy mình tới tuổi già được chứ. Chứ nếu nó đứng yên là lấy gì mình già đây? Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ nó đứng yên là sao già, nó phải làm việc chứ. Cho nên nhờ cái thay đổi quay ngay cho nên mình không có biết được, mình khổ kinh hoàng lắm nha. Rồi có người họ khoe với tôi, họ nói vậy chứ thời gian cái an lạc lắm, rồi nó sung sướng, nó mát lạnh. Thật ra mà nói cái mát lạnh đó là do cái tâm mình nó lắng xuống, thì ngã nó mất, thì mình thấy như vậy. Chứ nếu mình quay đó là mình chú ý, mình tập chú vào danh sắc, mình vẫn thấy cái thân này nó liên tục có vấn đề. Cho dầu đó là cái thân của vị A-la-hán thì luôn luôn có vấn đề. Còn cái chuyện mình thấy mát lạnh ra đây là do cái tâm, chứ còn cái thân mình luôn luôn khổ. Nhớ kỹ cái đó, thân mình luôn luôn khổ, mà để cái tâm mình an lạc thì mình cứ tưởng là cái thân an lạc theo. Cho nên cái chuyện mà thay đổi quay nghi đó, nó che cái khổ là che chỗ đó, đó tức là cái thân luôn luôn khổ, dầu là thân của vị A-la-hán đi nữa thì luôn luôn có vấn đề. Bởi vì nếu thân của ngài không có vấn đề thì ngài lấy cái gì mà ngài niết bàn đây, ngài lấy cái gì mà ngài tập thở đây? Phải có một cuộc đảo chánh rất là lớn, và cái cuộc đảo chánh này nó được thực hiện qua nhiều năm bằng những cái âm mưu mờ ám của các thế lực phản động giấu mặt ở trong đó. Những thế lực đó bao gồm đó là tăng sông nè, tiểu đường nè, gan nè, cholesterol nè,
tất cả những cái bộ phận này nó nằm nó nấp trong đó, nó chỉ chờ cái cơ hội nó đảo chánh. Và những lần mà coi như mình đi bệnh viện đó là những lần mình phải nhờ đến sự can thiệp của Liên Hợp Quốc đã. Và những lần mình uống thuốc là những lần mình bổ sung là quân bị tổng động viên vô nước biển, là tổng động viên. Rồi cái lúc mình vô cái bệnh viện là mình đã nhờ tới quân đội của Liên Hợp Quốc rồi. Còn khi mà coi như là mình chết là coi như mình bị đảo chánh hẳn. Chết có nghĩa là mình bị đảo chánh. Mà muốn cho cái cuộc đấu tranh này nó diễn ra, các vị biết nó không có đơn giản tí nào hết. Nó không đơn giản. Nó không đơn giản. Có người họ thấy nó lạnh từ đầu lạnh xuống, có người họ thấy nó lạnh từ chân nó lạnh lên, có người họ thấy nó lạnh tới hai bàn tay. Có người trước khi họ tắt thở là họ đã bị mất cái cảm xúc, mất cảm giác, mất tri giác, không còn nhận thức xung quanh. Còn có người thì họ đau đớn cho đến phút cuối. Nó đau đớn cho đến phút cuối. Họ biết rõ mọi sự diễn ra cho đến phút cuối. Họ biết rõ là bây giờ đang rất là khó thở. Họ biết rõ. Họ hướng. Và cuối cùng thì trong cái nỗ lực sau cùng thì họ đã trợn trắng con mắt lên mà lấy hơi vô không được. Thế là nó đi luôn đã. Coi như là nó đã bị cái là dinh tổng thống nó bị chiếm rồi. Lúc đó là đã bị chiếm. Chứ còn lúc đó nó là tôi đã từng tụng kinh như người hấp hối thì biết. Họ hước là vì sao họ hước, là vì họ muốn lấy hơi mà lấy không nổi, lúc đó chỉ có ra thôi. Thì nhiều khi mình thở bằng ống thì người biết được khổ dữ lắm, khổ dữ lắm. Tức là nó đã thở không nổi rồi, cái hơi mà do cái bình oxy nó vô là nó chỉ phụ họa chút đỉnh vậy thôi. Chứ còn cái phổi mình lúc đó đã không có muốn làm việc nữa thì thở bằng cách gì đó, nó khổ như vậy đó. Thì coi như lúc đó là mình đưa quân đội tới, mình đưa cảnh sát tới, nhưng mà ở trong là nó đã dịch, nó đã chiếm rồi nha. Cho nên là mình phải thấy cái đó, thấy danh sắc nó là khổ. Rồi cái thứ ba đó là cái gỡ khanh á, sanh nha có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái ý niệm về cái sự toàn khối, cái sự toàn vẹn. Nghĩa là mình thấy đây là cái bàn tay của mình, thật ra không có bàn tay. Không có cái bàn tay. Phải ghi vậy. Khi ta nói đây là bàn tay hay là nụ cười thì ta đang bị cái khả năng sân nhà ám ảnh đó, lẽ ra phải thấy rằng chỉ có các nhóm pháp đang làm việc ở đó và sanh diệt liên tục. Còn nói theo khoa học thì các cái tế bào đang thay đổi lẫn nhau, trong đó cái cũ bị loại bỏ và thay thế bởi cái gì, bởi cái mới đó. Thấy như vậy, khi ta nói đây là bàn tay này, đây là cái nụ cười, thì ta đang bị cái khana sanya ám ảnh. Cái khana này có nghĩa là gì? Là massive solid là thuyền vốn là không có cái đó, mà toàn là đồ ráp không thôi. Nhớ nha. Thì cái đó tổng cộng ba cái này gọi là sammasananyam đấy. Còn cái thứ tư là tôi giảng thôi, tôi nghĩ tôi bệt quá là đúng giờ rồi. Thôi ngưng. Cái tiếp theo, cái thứ hai, cái tiếp theo nó ly kiện. Cái thứ là đạo phi đạo, đúng rồi. Cái này không thể nào mà giảng ẩu được. Cái này là giảng mất thời gian. Xin gặp lại bà con ngày thứ ba. Two, back.